Xin chào tất cả quý khách đã quay trở lại với kênh YouTube Đồ Gỗ Hiền Lành. Quý khách hãy đăng ký kênh Đồ Gỗ Hiền Lành để không bỏ lỡ một cái video nào. Hôm nay là ngày 13 tháng 11 năm 2020. Cơ sở Đồ Gỗ Hiền Lành làm video clip giới thiệu tới quý vị và các bạn. Đó là một chiếc kệ TV phòng khách được làm từ 100% chất liệu gỗ gụ Lào, đã được đục tay thủ công kênh bong sắc nét. Đây là hàng đặt của anh Xuân, anh ở thành phố Nam Định. Anh đã yêu cầu đó là lên màu sáng cho bộ sản phẩm, đó là kệ tivi gỗ vụ. Thì hôm nay chúng tôi vừa mới hoàn thiện xong, chúng tôi có quay lại video clip một lượt gửi tới gia đình anh Xuân cũng như tất cả quý khách hàng đang theo dõi các video clip kệ tivi phòng khách của chúng tôi. Trong rất nhiều video clip trước, chúng tôi đã giới thiệu các cái sản phẩm, đó là kệ tivi 2m37 và kệ tivi 2m50, kệ tivi 2m96. Thì hôm nay chúng tôi giới thiệu tới quý vị và các bạn mẫu sản phẩm kệ tivi gỗ gụ phòng khách chiều dài 2m và chiều cao 2m31 và chiều sâu là 50, và chiều cao từ dưới đất tới mặt đỉnh để tivi đó là 84 phân. Và kệ tivi này là kệ tivi lệch phải 7 buồng cánh đục kênh bong, làm theo mẫu kệ tivi 2m37 của chúng tôi. Vì gia đình anh là có phòng khách hẹp nên anh sẽ đặt chiếc kệ tivi kích thước dài chỉ có 2 mét và anh sẽ kê tivi 55 inch ở trên mặt đỉnh như quý vị đang xem đây. Chúng tôi đã thiết kế lại cho anh một mẫu hoàn toàn mới. Chiếc kệ tivi này có điều đặc biệt, đó là sẽ kê được tivi từ 55 inch tới 100 inch ở trên mặt đỉnh mà không bị vướng so với mẫu kệ 2m37 của chúng tôi. 2m37 thì chỉ kê tivi tầm 43 inch đổ lại. Và toàn bộ các cái phần đục này chúng tôi đục thủ công bằng tay, không can thiệp máy CNC. Vì chúng tôi là đục bằng gỗ liền tấm dày 4 phân. Tất cả các phần cánh, phần ngăn kéo chúng tôi cũng chạm Louis hoa hồng, và phần trương chúng tôi cũng chạm hoa hồng, và các cái buồng kính này chúng tôi có các cái thanh chuyện mạng diễu xung quanh nhìn rất là bắt mắt và đẹp. Phía trên chúng tôi chạm trương hoa hồng. Kệ tivi này cũng đang được đông đảo các cái quý khách hàng trên toàn quốc được đánh giá là các cái mẫu kệ đẹp nhất trên thị trường đồ gỗ online hiện nay, và rất nhiều khách hàng đã đi tìm và cuối cùng thì khách hàng đã dừng chân tại đồ gỗ Hiền Lanh để đặt các cái sản phẩm VIP như này. Thì trên thị trường hiện nay là chưa có. Mẫu này là mẫu độc quyền của cơ sở đồ gỗ Yên Lanh. Mẫu này là do nghệ nhân Dương Văn Hiền ra mẫu, vẽ mẫu và thiết kế cho tất cả quý khách hàng đam mê các cái sản phẩm VIP. Thì ngày 14 tháng 11 thì chúng tôi sẽ bàn giao cho gia đình anh Xuân một chiếc kệ tivi, và đây là bộ hoành phi câu đối của khách hàng tại Quảng Ninh. Khách hàng cũng cách chúng tôi rất là xa, gần 200 cây số. Quý khách đã đặt hàng online. Đồ gỗ Yên Lanh cảm ơn tất cả quý khách đang theo dõi các cái sản phẩm của chúng tôi, đồ gỗ phòng khách cũng như đồ gỗ phòng thờ. Chúng tôi sẽ đáp ứng ra ngoài thị trường các cái mẫu mã mới nhất mà chúng tôi làm nên. Và ngày 14 tháng 11 đây chúng tôi đã bàn giao cho gia đình anh Xuân được kê vào đúng phòng khách của gia đình anh một chiếc kệ tivi 2 mét. Chúng tôi đã lắp kính đầy đủ. Chiếc kệ tivi này còn có tích hợp đó là một buồng để rượu ở bên trên để cho quý khách thưởng thức các chai rượu trong các cái buồng kính này. Và bên cạnh thì chúng ta để tivi đâu. Cảm ơn quý khách đã quan tâm theo dõi các video clip của chúng tôi. Hẹn gặp lại quý khách trong các video tiếp theo. Quý khách hãy đăng ký kênh để ủng hộ cơ sở ngày càng lớn mạnh. Và quý khách hãy điện về cho chúng tôi theo hai số hotline trên màn hình 0986 883349 hoặc 0985 226684. Chúng tôi sẽ tư vấn và báo giá cụ thể cho quý khách cơ sở.